có sô cô la trong, sô cô la trắng, rồi sô cô la có cái hạt ở trong đó, ba loại. Năm bằng 95. Còn là bánh đi mớt. Đi mớt cũng có sô cô la với cái sô cô la ở trong nha. 3.50 cái. Còn là bánh muffin. Cũng có Amica. Bánh ghi rồi nọ. Bánh Amica này cũng nhiều loại nha, 2.50. Hai cái. Còn bánh muffin của Nutella. Cái này là bánh kẹo nhiều nha. Sức bánh kẹo. Bánh ghi lớp. Đồng 15, 4 cái nhỏ xíu. Cái này bánh biscuit. Này thì bánh bánh mít quy luôn à, có mấy cái hạt. Con này thì có sô cô la thì có hạt này lộn bánh mì hạt bánh mì. Mì có tay bự chán và sọc, mì dài. Mì bánh sô-cô-la ngoài có nước ạ, có trong 5.50 giảm 50 cm. Mì bánh dừa, dừa ở ngoài. Mì bánh bánh quy mà dạng cứng cứng, hơi cứng. Bánh này thì nghĩ cũng ngon, mình chưa ăn không biết. Cá phô mình loại nhỏ này có bơ, có trứng, ngọt thì mấy gram, 2.50. Này có sô cô la với lại mày có hai loại đó nha, loại sô cô la với loại không có sô cô la. Còn bánh này thì có caramel ở trên. Đây bánh có caramel 5.50 ngọt. Này có sô cô la. Này bánh mềm. Mềm có sô cô la chấm, nhưng sô cô la chấm sô cô la đen. Bánh mắt tài. Này bánh khoai sân. Hộp này 10 cái sô sân, 10 cái sô cô la. Ê, 5 khoai sân, 5 sô cô la chứ lộn. 1.50. Này sô cô la. Ê, này khoai sân không. Này bánh trái cây. Còn cái bên bánh nướng đường. Tám đồng mấy bịch 700 gram. Ok, bên đây hàng bánh mì của người ta đây nha. Đây cái hàng bánh với bánh mì người ta bán trong đây. Mì bánh sô-cô-la. Đây thì lộ sô-cô-la. Đây, ông cho bánh mì đã mì quá trời luôn rồi đó. Bánh mì 3 cho 1 đang chất rồi. Này mini là bánh bơm đó nha, nhưng bơm ở trong. Còn này thì nho. Này hạnh nhân. Cái chá đèn quá. Rồi tôi thu cũng thấy gì luôn. Này 10 cái bánh khoai sân đó nha. Này giảm giá 5.10. Ủa bên đây 5.10 cái.
mấy bánh này giảm 35%, 45%. Thì mình lấy của Ngọc Đồ, nổi tiếng Ngọc Đồ, 5.5-6 cái. Bánh khô sò, nhiều là bánh nè. Bánh này bánh gì cho 4 người ăn nữa không biết. Đây sô-cô-la, hạt nhân. Chỗ này bánh khép 5 cái 3 đồng, 10 cái 5.95 đồng. Để làm tại chỗ. Này bánh mì nhuận 6 đồng 1 ký. Cắt khoanh ra nhỉ. Mì bơ, mì bơ. Cái này là cái gì mình không biết, chưa giờ ăn luôn. Thì đường hay gì á, 4 đồng, 4 cái. Như cái đường mà cái đường cứng á. Cái hộp nhỏ, 25 cái 3 đồng. Cái bánh này lạ. Quay bánh ở nhà xin chút xíu nha. Tạm biệt cả nhà nha. Xin chào biết khen cả nhà.